chè bắp ngon không? Chè bắp ngon quá. Chè bắp mười bắp. Yeah, chè bắp. Đây cả nhà, thì hôm nay là mình sẽ nấu chè bắp Việt Nam nha cả nhà. Thì cái bắp này nè cả nhà, là sáng nay mình đi chợ mình mua được cái bắp này. Đó, bắp này là bắp của người Brazil nha, nhìn nó đỏ đỏ như vậy nhưng mà nó không phải là cái giống bắp Mỹ như mình đâu. Tại vì luộc lên thì nó sẽ hơi cứng cứng rồi nó hơi sượng sượng á, nó lạc nữa, nó kỳ lắm. Thì hôm nay mình thử mình mua cái bắp này mình nấu chè coi như thế nào nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ có nếp. Đó. Nếp này cả nhà là mình mua nếp Thái mà mình mua tại cửa hàng của người Trung Quốc á. Ở đây là họ bán cái bịch này là 1 ký nè cả nhà. 1 ký này là 100 ngàn. Đó là cái bịch nếp này. Rồi nước cốt dừa thì người Brazil đó cả nhà, không có ai mà mua dừa về dắt nước hết trơn. Họ muốn làm bánh hay họ nấu cái gì á mà cần nước cốt dừa thì đa phần là đóng chai như vậy hết nè. Đó. Nhưng mà theo mình nghĩ là cái nước cốt dừa mình tự mua về mình dắt ra thì nó sẽ ngon hơn, thơm ngon hơn. Nhưng mà hiếm lắm, họ không có bán cái dừa nạo ra mà để về dắt nước đâu. Nên thành ra là ai cũng mua cái nước cốt dừa này cả nhà. Rồi mình nói thêm về cái nếp này nè cả nhà. Thì đối với người Brazil á, trong cuộc đời họ là không có tồn tại cái thứ hạt này nha cả nhà. Là họ không có biết nếp là gì á. Không có một cái món ăn nào của họ mà nấu với nếp cả. Họ không biết là cái hạt nếp là cái hạt gì. Không biết xôi là cái gì luôn. Đó. Rồi thì hôm nay mình thử nấu chè nếp với lại là bắp này. Mời ba mẹ chồng mình thử xem như thế nào nha. Coi phản ứng của họ đối với cái hạt nếp như thế nào nha. À, đây là đường. Đó, đường thì mình mua là đường cát vàng vàng. Đó, thì thường là mình cũng sẽ chuộng đường hơi vàng hơn là so với cái đường trắng. Đây cả nhà, mình hì hục 1 tiếng đồng hồ rồi bây giờ mới nấu xong nồi chè nè cả nhà. Đó. Đây, chè bắp. Là mình trộn nước cốt dừa vô luôn cả nhà. Tại vì nhiều khi là để bên ngoài riêng á. Rồi làm biến chan vô, đôi khi quên chan luôn, ba mẹ chồng cũng quên chan vô luôn. Đó là mình bỏ chung nước cốt dừa vô mình nấu luôn cả nhà. Đó thì để coi như thế nào nha. Tức là mình nấu theo cái tín hiệu của vũ trụ cả nhà. Đó, nghĩ sao nấu vậy thôi chứ bên Việt Nam không khi nào mình nấu chè bắp đó, ra chợ mua ăn cho nó lẹ. Bên đây là không có ai nấu cho ăn, bắt buộc phải tự nấu thôi. Rồi. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đang đến với kênh Natalia Family Cuộc Sống Brazil. Đó thì bây giờ là mình nấu lúc chiều là khoảng 5 giờ chiều của cả nhà. Thì bây giờ là khoảng 6 rưỡi tối rồi mới đem qua cho ba mẹ chồng mình đây. Đó. Thì bây giờ sẽ múc vào trong ly cho ba mẹ chồng thử nha. Detonou com meus talheres. Estimou com o talher agora, não? Ai, pior que meu talher, meu garfo é tão forte. Um pouquinho, Sérgio. Ah, um pouquinho. Ah, tá bom. É, ok. Já jantou. Anh, mẹ chồng mình nói là bỏ một ít thôi cả nhà. Tại vì là để thử thôi. À, xin xó. Mas. Paula experimenta também. Destruindo minhas colheres todas, ó. Todas amassadas, ó. Não, só não quebrou porque eu tô tirei e escondi. Sentar, mãe. Que essa cara. Sem maquiagem, sem nada, imagina. Để cho mẹ chồng ăn ăn thử vậy cả nhà. Bom, é não bom? Bom. Bom, đó. Đó là mẹ chồng kêu ngon. Nói tôi bồn. Dạ. Sao xe tên? Nào, mình sẽ xích nghiêm với là biết. Bẹt. Nó, cá đê. 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 Cá đê
tá posta na cabeça, né? Đó, bây giờ là chồng ăn ha. Chồng ăn thử cái nha. Natalia. Chè bắp. Chè bắp. Ngon quá. Where is it? Ok. Say. Chè bắp. Ngon không? Chè bắp. Ngon quá. Chè bắp. Chè bắp. Yeah, chè bắp. Perfecto, chè bắp. Chè bắp é papinha de milho. Chè bắp. Com mochi, água sub mochi. Đó là mình đang giải thích với mẹ chồng là với cái nếp. Muito bom, muito bom. Very good. Very good. Mẹ chồng review nhiệt tình cả nhà. Đó, ăn hết rồi, tu đồ. Muốn ăn nữa. Muốn ăn nữa. Very nice. Ngon. Bom que não tá muito doce. Yeah, eu não vou filmar você comendo. Eu vou olhar ela. Vai lá. É um doce que ela vai. Só pai? Pai. Vai lá. Mẹ chồng ăn pai. Đi nha. Bây giờ là chồng đang kêu ba. Ba bên đây kêu là pai. Tiếng Bồ Đào Nha kêu là pai. Pai. Eu vou olhar Natalia. Pai. Eu vou olhar Natalia. Đó giờ thay ca là mình sẽ đi coi Natalia cho ba chồng ngồi ăn với chồng. Sốt. Rồi. Dạ, sốt tốt chung pai. Senta pai. Senta. Você não aparece. Está aí, Natália está aqui. Natália está ok. A mãe está olhando a Natália. Ok? Yeah, it's ok. Yeah. Một chút. Nó, bố sử. Bố. Ngon. Bố. Yeah. Bố sử. Vietnamita nó mi chè bắp. Bố. Chè bắp. Chè bắp. Nó chè bắp. No. Kebab. Good. Good. So yeah. Good. Yeah. So good. Yeah. Good. Ba chồng nói ngon với cả nhà. Nó cái gì? Vỡ nấu màu quá. Cảm ơn. Good. So good. Yeah. Okay. Yeah, rất yeah, ngon. Muito gostoso. Yeah. Muito gostoso. Ba chồng khen ngon. Trời ơi, hết hồn hết vía chưa? Como faz, seu Félix? O que, que tem aqui? Milho? Milho e... E arroz moti. Arroz moti. Arroz moti. Yeah. E leite de coco. Leite de coco. Yeah. Gostoso, muito gostoso. Yeah. Sou bom. Hơn quá cả nhà. Ai cũng khen. Ok. Ok. No, so eat and then you see Natalia. Okay. She's okay for you. Say bye, Bia. Good. Small. Natalia. Bia, até amanhã pra você também. Cadê a Natalia e Paula? Gostoso. Bia, arroz, hein? Leite de coco. Caramba, gostoso. Até uma carga aí, vou dar pra ela fazer depois. Đó, cả nhà thành công hơn mong đợi. Mình nấu theo tín hiệu của vũ trụ mà được ba mẹ chồng khen. Đó, người Brazil rất thích đồ ngọt nha cả nhà. Và họ chưa bao giờ biết đến cái món chè bắp này hết. Đó thì hôm nay mình giới thiệu cho nhà chồng mình biết được cái món chè bắp. Họ cũng rất thích bắp luôn, bởi vì họ nói là bắp là tốt cho sức khỏe cả nhà. Đó, nên là hôm nay mình giới thiệu một cái món khác đi là chè bắp cho họ ăn thì ba mẹ chồng rất là thích. Thôi mình xin kết thúc cái video của mình ở đây nha. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye.